Đang chưa ạ? Đây bên cạnh khoa bạn của anh em này. Bên khoa quá đấy, bên khoa quá đấy. Thế giờ tôi đến nhà súng, ai quên tôi đến nhà bạn ơi. Các bạn này chạy sang đấy. Nó vào kho á. Thì tôi đã bảo nó vào kho, bên kho bên đấy rồi lại còn. Tôi nhặt súng nhưng tôi quên nhặt đạn. Đéo kịp quay lại. Này. Chị ơi, nhặt súng quên nhặt đạn chị ơi. Nó nằm rồi sao bạn số 3? Kho. Bên số 3 hai thằng nha. Kho đẩy ra. Nghe rồi, kệ nó. Đấy đâu? Kho bê thô số 3. Nó nằm rồi, nó nằm đất rồi. Nhà này một thằng bờ tường này. Ok. Bờ tường. Bên khoa quản, bên khoa bên mình quản luôn nhá. Biết rồi. Thằng đấy là hết rồi đấy. Thằng nó đẩy đằng sau ấy. Mày... Không có giáp nó đẩy này, đẩy sát gần rồi đấy. Thằng bên đường đẩy á? Không, thằng kho mình sát bờ tường ấy. Không mà. Thằng nó chạy lại. Chấm này. Cứ nhìn thằng bên tường ấy, tôi nhìn thằng ở trong kho chứ. Tôi lại nhá, ba ơi. Cạnh ấy, mỗi bên một thằng. Chấm 4 của em nhá. Nó có lết nhỉ, đi. Không thấy đâu nữa rồi nha, ba. Em anh đẩy thằng không? Không, nó sang đường rồi. Nó sang chỗ ruộng rồi sao? Vẫn còn một thằng gần nha, số 3 nhé. Nhanh. Nhà bên này có cái giáp nào? Có giáp, phần giáp 1 chứ sao ấy. Một cũng được. À, không có. Hết rồi. Ai sẽ móc á? Tôi. Thằng ở bên hàng rào vừa lấy chết chưa nhỉ? Hàng rào chưa, vừa giết được một thằng thì mà. Để kéo nó phải đi tận sang đây rồi mà. Nghĩa đi rồi á, không biết. À có lửa kìa. Ở gần đây à? Vẫn ở kho ấy. Lửa mình đúng không? Không phải đâu, nó ở cái nhà vệ sinh ở ngoài rìa đường này. Tôi nghĩ là như thế thì đúng rồi đấy. Anh lửa móc. Hay nó lửa? Nó lửa. Móc được ba. Bên thứ ba có giáp, người mà móc là em đeo con giáp. Thằng đấy như là thằng đây bên đường. Chấm rồi. Chạy đến đây. Thằng này. Bên đường. Thằng bên đường mặc bộ đen đúng không? Một thằng chạy lên số 4. Thằng chạy số 4 là bộ vàng à? Đen. Xỉ. Kho. Thì thằng bộ vàng nó vẫn ở kho ấy. Ai đeo cốp, đeo cốp gì? Nhiều vãi đây. Vẫn là sớm luôn. Vẫn trong kho này. Một thằng vẫn chạy lên đồi nha. Vẫn trong kho này nhá. Ủa, nó chạy lên đồi nhá. Chạy lên đồi một thằng.
đá chấm này. Đá này chạy vào ruộng mọi người ạ. À, đeo không cốp nào. Thằng sau. Thằng cái đường ra ơi. Trong khoa này, con này, còn một thằng trong khoa đấy. Khoa nào? Khoa trước mặt đây này. Ừ, đẩy nó luôn đi. Em đang đẩy, anh có sọt mà. Không, không, nó sọc đấy. À, thôi đem cho cậu choáng và đã từ bình tĩnh. Kéo đấy. Này. Vào trong cái blade nó sang. Ý, cậu choáng này nó lại. Ý da ơi. Ông kia làm luôn cái gia thú à, được quá nhỉ. Ba thằng đâu được tính. Bốn mà. Ba à, ba mà. Bốn. Bốn hả? Ha, chỗ này nó nghèo. À, bạn thấy không? Ai không phải nhà bạn nghèo. Nhà tôi nghèo mà, tôi bỏ ngay từ đầu rồi. Còn... các bạn kêu chân này giàu mà. Có gì tắt máy à? Bốn thằng đánh nguyên ạ. Cả nóc. Nhà cả dưới. Vâng lộn rồi. Ê, đừng giáp mặt nhẹ ra. Mà nó nghèo. Là bạn nhẹ đúng một viên chết mẹ rồi. Bọn lì này còn bị bọn khác nó đang bắn đấy đây này. Nhà tôi tuy nghèo nhưng mà nó là vị trí đắc địa bạn ạ. Không, nó không đắc địa đâu. Nhà bốn mặt tiền mà. Có cái ngã tư ở đấy ai cũng đi qua. Ở trận này cho bọn tôi về nhà bạn chơi đi. Nhà các bạn chơi đi. Bạn muốn đi đơm không bạn? Đi đơm. Đi cảng nhá. Hợp lý hơn gì nữa. Nhưng mà mình ghét cảng lắm bạn. Thôi để cho ghét. Hãy
cho tem lấy chung cư rồi này. Để mình lấy 6 nhà nhé. Lấy 6 nhà đi. 6 nhà của. Quê đây nó vào nhà giữa. Quất nó, quất nó. Quê đây nhà tao cũng có người. Ui tao bị đít rồi. Tầng 1 à? Tầng 1, 2 thằng. À, đấy, bên đấy là nhà sau mà nhà giữa đó đâu? Thì nhà giữa đẩy qua giữa ấy. Chắc cửa tầng 1 này. Nó nhảy lên mái rồi. À nó nhảy ra đằng sau rồi. Nhà nó nhảy ra sau nhà của nó, nhà vừa lễ. Hai thằng, cả hai lóc luôn. Chết mẹ lửa rồi. Không, không vào được, không vào được. Nó đẩy sang nhá, cả hai thằng đều đẩy sang. Xong rồi. Nó có đồ. Trong nhà hack hết rồi. Một sóc một Uzi ở vãi cả biểu. Bị kẹt cái cửa. Thâm liên không được. Chết ngu kiểu gì ấy bạn ạ. Chẳng làm gì mà nó cũng bắn chết. Này bạn xem thế nào ấy chứ. Vì bọn nó chạy ra sau nhà, nó phải chạy lên cầu thang thì nó mới lên được nóc nhà mà. Sao lại kêu là chạy ra sau nhà? Ta! Cái cửa sau nhà ấy làm gì có cầu thang đâu. Thì phải chạy đằng trước mình, phải chạy ra đằng trước mình mới lên cầu thang thì nó mới chạy ra được nóc mà. Nó phải lên tầng 2 lên được nóc mà. Thì bắt đầu vui mà. Mình tưởng bạn bị đít cơ mà. Đít gì? Nãy bạn bảo bạn bị đít thế. Đít
hơi đau. Cái khu này nhà của bạn ở đâu ấy? Đấy. Sao tự nhiên giọng của bạn nó khác đấy? À. Tôi có một lô ở đây. Một dự án ở đây có 12 lô ở đây. Ủa vẫn đang bắn hả? Đạt những cái lô đất bắn dài không ạ? Đẹp tình. Mà ông còn bắn hạt hơn cả EU nữa. Rồi xong chấm không thèm nhảy luôn. Nhờ bạn nó không thèm vào thì ai vào bạn? Có khách này. Ủa, có hả? Ờ, một khách nhảy sau này. Si mà cũng... À, nhảy lẻ bên ngoài con. Ở bên... Chấm em này. À đúng rồi, kìa mọi người đấy. Rất xi mà cũng có người hạt như vậy luôn, thiệt tình. Cảm ơn bạn. Wow, mở 4 này. Ok. Không có cái, không có nổi cái pano luôn ạ. Có lấy flash hai đứa không? Muốn khóc lên đây, cuối cùng cũng có cái ba lô. Đông nha. Ba lô 2 đây này. Dạ, mở 4 chấm nhá. Tại 7 đi vào sâu vào trong đi ông. Ông đi mấy cái nhà có cái giáp nào không? Cạn cả mẹ này. Yêu mà. Mà 4 đâu? Mà 4 là chấm xanh. Chấm 4. Ờ ok. Không có nhà đàn xanh trong đấy nhỉ? Nhà hết rồi bạn. Con lấy đàn vàng con tưới cái hầm này nhiều đàn vàng quá ấy. Mình giữ tay cầm dọc. Này sao tự nhiên giọng của ông nó khác thế? À số, số 3. Trầm hẳn. Bị vỡ giọng. Ông vừa đóng tu đúng không? Trời đùa. Bị vỡ giọng bạn. Bạn nói gì? Tôi đi ra nhìn chúng nó đi không? Chúng nó lại mò đến đít rồi. Đâu rồi? Mèo mèo đâu rồi? Ông ơi, tôi xin cái tay cầm dọc. Nhà trong nhà. Nha. 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 Đâu đâu. Nhà bé, phòng bé, phòng bé. Nha.
bỏ chém ấy. Bỏ mấy gạch đi. Bọn nó bắn rồi nhá, trên đồi. Đồi kho hướng 280. Một viên đầu ấy. À, không có súng. Hình như viên ca, viên Moshi nó trúng chảo hay sao? Nó ở đấy nhá, hai thằng kìa. Bay rồi. Ngồi yên ạ. Đặt cái mình. Cũng đã định bắn rồi nhưng mà bắn nhầm lối súng. Cũng ghê. Lên đồi xuống nhá. Có tiếng xe đến đúng không? Có tiếng xe đến cây xăng đấy nhá. Đây, bên mấy cái thùng công này. Có tiếng xe đến cây xăng đấy. Đây à. Ra ngoài đi coi. Ngồi ở ngoài dễ dính đạn lắm. Đâu bấy kia đâu. Có cứu xong rồi sao các bạn? Được cứu xong rồi. Thắng quá. Bọn này nó lại team khác trên đồi các bạn ạ. Đấy, vừa có một con UAV đến. Thằng kia đang ngồi bay tơ ở trong cái kho này. Hai bên bị trừ đấy bạn. Ủa, đi cả hả? Trời, tưởng phải ăn nó chứ.
nhiều máy ấy, tự nhiên nó nóng vãi đấy. Giọng mình bình thường đấy bạn. Bình thường rồi à? Đúng rồi bạn. Quay về với con người thật rồi. Ủa thì sao thế? Bán ở đây có ai mua không? Nguyên này bánh cà đô đông lắm. Ồ, biết đông kìa. Sao mà tao lấy cái xe à? Ngày hôm nay chưa được cầm khẩu đó. Yeah. Ủa, xin slot khó gì đâu mà khó.
chơi đâu mà xin. Sao hai bạn trầm tính này? Đang tập trung nút đồ bạn ơi. Tôi là người hướng lỗi. Khu nhà này lút chưa nhỉ? Cốp 6 không Lão? Cốp 8 luôn rồi. Mình đi ra chồng máy bọn nó đi cậu. Đó có vẻ cậu. Phải chứng cứ nào đây nè. Mình chưa có cốp bạn ơi. Cho tôi còn một cái cốt 6 này. Đang ngồi trong đợi. Hộ được không? Được. Ủa? Trời ơi, người đợi số 3 mà số 3 đi xe rồi à? Đợi. Đi đâu đây? Thôi mấy bạn côn đi. Mấy bạn chấm đi. Đi đâu, đi đâu? Bên nhà thờ đợi nhập bo đi. Nhà thì không thấy gì. Tôi có tiếng xe sao ấy các bạn ơi, đúng mẹ luôn. Đừng anh ơi, đừng quay lại này. Em xin anh ấy, xin nhà thờ nhá. Bao nhiêu thằng? Gần 100 thằng. Ok. Cái gì mà lổ lốp xe vậy? Xin 8 thằng luôn. Đủ má ơi. Thôi hết bỏ. Nó bắn đi. Con làng vàng ở đây ta.
bảo lên nhà thờ thì tôi đang leo lên nhà thờ đấy, tôi đi sau mà. Rồi rồi mà bạn. Bọn này nó cũng không phải đi từ Becado sang, nó đi từ ở bên đó là sang ấy. Đấy thẳng cái đường này. Đi sang ơi. Này. Nó đẩy này, nó đẩy này. Hai ơi, góc đấy không có nhìn được cho đâu. Xuống dưới, chạy xuống dưới. Em pick up chứ không phải tap đâu nha, trên đỉnh đầu anh kìa. Lắp một rồi. À. Sao quả đấy phải lấy xe xách đi luôn chứ. Xe nữa kìa anh ơi. Xe công thẳng trước mặt anh. Ba thằng nãy của anh cứ bắn đi, cứ bắn. Thì ở trên đấy lốc 2 rồi. Nó cứu xong hết rồi. Em chạy lên là cứu xong hết rồi. Vãi luôn. Ủa. Còn tiếp sát nữa mà. Không một tiếng. Không, tem nó đấy, tem nó. Kiểu đẩy chia người này chỉ có tiếng nó thôi. Nó biết ở đây luôn mà. Em bị tem nó luôn. Đẩy kiểu chia người như thế. Qua đây có xe mà, xách xe đi luôn kia. Thì tôi vẫn đang ngồi trên xe mà, có ở dưới xe đâu. Không, tôi không, thấy, không. Thấy tiếng xe nó cái thì quay đầu luôn. Quay đầu phi xuống núi luôn đấy. Thế sao bên kia lại gặp một team 4 nữa. À, chứ còn chạy thoát khỏi cái team này rồi. Mình đã chờ 3 game rồi đấy bạn. À điểm à? Cái gì cậu? Không bạn ơi. Không. Cái gì cơ? Bắn đi. Mình quyết định không bắn cho bạn nữa. Ủa? Ôi em sẽ đi rồi, em tưởng em. Ôi xin lỗi nhá, tưởng biết đi rồi. Mình đã bắn được 4 trận trừ điểm rồi đấy. Nói đúng đấy. Đó này. Chạy lên cái cột kia, hai cái bậc thang này. Ê thằng này đi ra. Bắt gôn để tôi đá, tôi sút bóng này. Đến đây được đâu. Đây rồi. Bắt nha. Đi lên bắt đi. À được. Easy.
Tại à? Bắt này. Vào nhá. Ba ba ba. Ồ. Đập chân hậu vệ rồi. Tôi vừa thuê thêm hai thằng hậu vệ đứng đây rồi đây này. Vai chớ rồi. Xuống dưới đi bạn ơi. Xuống dưới chấm 3 này đi. Vai chớ mất rồi. Tu ơi xuống chấm 3 này. Dạ, em đang tính bắt thằng gầy thôi. Mọi người kia. Trông thì dùng tắt ra đi rồi. Một thằng ngay trước mặt. Chấm đi. Quá nhiều. Này đây có 4 không? Ủa, hai team hả? Hai team kìa. Đó, bên kia nó vẫn bắn nhau, có một team thôi mà. Ủa, thấy sọt lốc kìa. Không, sọt chỗ khác đâu, ngoài đó đâu. Có 4 đâu nhỉ? Đây, tôi đang cầm đây. Gà nó mất phải bắn nguyên chính tư. Thừa 2 băng đạn thêm nha. Xin. Wow. Có bắn 14 với đầu nòng xin. Có bắn. Có M4 luôn. Ai lấy M4 không? Không. Tôi vớt ở chỗ này nha, chật quá, không cầm. Ok được. Ok ok. Cả hai cái bác đạn thêm đấy. Hai có 4. Chấm lại tôi mới có bộ phạt không?
Vẫn chấm 1 đấy bạn. Cái check bát nào không ra? Không. Check bát em cho này. Các bạn muốn bắn nhau hay là đi bo? Nó chạy đến tận ra đây lút rồi này. Ở tận đây này. Ai à, biết luôn ạ. Ghê ha. Bắn win 9T luôn hả? À, thì không có súng anh nghèo chết luôn. Đoạn dưới á, xuống đoạn dưới lút có đó. Có súng tao cái. Dạ. Chấm em. Nhà chấm 3 có ca đấy. Dạ. Không, vấn đề là em không có đạn á. Em mới bắn V94. Bên đây có một thằng này. Nó chạy, nó mở lên tận đây này. Chấm này. Tôi đi tìm mát dế cốt 4 của thằng kia. Thịt mẹ, trong đấy có hai cái thế, số chấm 1 kia kìa. Bắn đi, nó đang bắn tao kìa. Chạy lên này. Một viên win này. Nó mở đến đây nhá. Hai đây này. Đó, kể em. Một thằng ở gần xe này. Vừa ép đúp này. Chấm này. Chạy sang đường kìa. Chạy sang đường. Đi. Chấm này. Một thằng. Đi bọt hết nước hết cái đấy. Chấm 3 nha. Ủa sao nó để ra tận chấm 3 rồi. Bắt thằng đấy đi, bóc em thở. Vẫn cái thằng với bắn ông vẫn ở ngoài hàng rào ấy bạn. Đúng rồi, tôi biết rồi. Tôi không bách cho ông đâu, tôi lùi đã. À, đều có máu luôn. Ê, nó chạy vòng hẳn ra đây là vòng hẳn ra ngoài kìa. Súng bay lái à.
cái kép đang đẩy ra để cứu thằng kia nhá. Đẩy ra cứu thằng lốc ngoài xa Nguyên ạ. Ờ rồi. Thằng lốc mày đúng không? Đúng rồi đấy. Tôi đều có máu. Mẹ không còn máu. Bắn xong bọn này. Nóc 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 bên kia. Chạy vào kìa. Chấm tôi đấy. Bên này đéo có số để bắn. Nó phải cứu bên này chạy, đấy, bố. Chạy ra đây này, một thằng này, xong ở tường chấm em này. Sang đường kìa. Sang đường hết rồi. Chạy vào kho rồi. Hay không? Bên ngoài. Đẩy xuống này, chặt kho. Hai thằng. Con mẹ làm gì thế? Wow. Bay vào đây luôn ạ. À. Sao lại chạy vào đây? Gây hộ ông một góc còn gì. Đéo có mũ. Ba thằng, em tưởng mọi người làm hai rồi. Quả đấy nóc thằng kia, ông kia sang phơm là được mà. Mà ông không phơm. Giải cứu đi. Để tôi ở mãi sau, tôi vừa chạy lên đến nơi, tôi bắn cho ông cái góc bên phải đấy, để ông bắn góc bên trái thì làm gì nữa, quả bom bay đến trước mặt luôn đấy. Ủa, không cần giải cứu. Giải cứu cái gì? Cầm cái khẩu V94 quậy vậy. Nhiều thật. Hôm nay bắn kiểu gì? Thủy nhẹ khác đơm không? Được. Từ nãy giờ hơi lướt. Đơm một game nhá. Xem đơm một game rồi cho em té. Bay đây, bay đây. Mà cái bộ đồ to này nó dễ bị trúng đạn hơn đúng không? Chắc vậy đấy. Rất mất thời gian. Nghĩa là trang phục thì có liên quan gì đúng không?
kho kìa. Một thằng chấm em này. Đẩy sát này, mở đường này. Còn một gần, còn một gần. Một gần đang đẩy ra. Con mẹ nó hưu rồi bạn ơi. Đấu vãi lồn rồi. Trời nhá. Ủa? Tao mới tạm dính phết đấy. Vừa bắn nốt thằng bên kia thì thằng bên này nó lại bắn. Ở giữa chợ nó bị kẹt lắm. Có nào người chơi với em nghỉ trước nha. Bye bye người. Bye bye. Hoài đi ăn cơm đây, đi ăn cơm đây. Nấu cơm đây. Lại xí nha, tối chơi tiếp.